Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube Thức Bất Động Sản Miền Tây. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một mảnh đất vườn có ích thổ cư thuộc ấp Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cách cầu Bánh Chùa, quốc lộ 1A chỉ 1,6 km. Thì đường trước đất là đường đan ô tô 4 chỗ tới đất. Rồi miếng đất là trước mặt quý cô chú anh chị đó, trong hàng rào nha. Cái ranh giới á, là từ cái hàng rào mép tay phải qua mấy bên đây là chiều dài mặt tiền dài 30 m, là nở hậu nha, với tổng diện tích là 1.432 m² cây lâu năm, cộng 114 m² thổ cư. Rồi em sẽ tiến hành đi vào bên trong của cái khu vườn mình nha. Thì hiện tại cái vườn mình đang trồng dừa mã lai nha, có hệ thống nước tưới nha. Thì chủ muốn bán đi với giá là 2 tỷ 8 thương lượng. Thì ở vị trí này cách bệnh viện đa khoa Tiền Giang mới là khoảng 3 km. Rồi cái phần 114 m² thổ cư là cái phần nhà mé tay phải nè. Thì nhà này là chủ là dùng để là giữ vườn, nhưng mà thời gian cái sức khỏe mình là không có nên là muốn bán lại. Thì quý cô chú anh chị có thể là tận dụng cũng như là có thể là đập đi để xây một ngôi nhà đẹp hơn, thì tùy do quý cô chú anh chị sở thích của mình riêng thôi. Đất mình thì có 114 m² thổ cư thì thuận tiện là xây nhà luôn, chúng ta khỏi cái thủ tục pháp lý mà xin thổ cư nữa. Rồi nhìn trên cao đây là cái mảnh đất em review nha, đất thì nở hậu. Rồi chúng ta cũng thể thấy ha, là dừa cũng khá nhiều và dày đặc, có một ngôi nhà nhỏ ở giữa cái mảnh đất vườn mình. Thì ở vị trí này thì chúng ta có thể là đi Mỹ Tho khoảng là chưa tới 10 phút đâu là tới nơi, cũng có thể là đi vào dòng xây cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh để đi thành phố là khoảng là 15 phút là tới nơi. Thì xung quanh khu vực này là gần cái ủy ban nhân dân xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cách là khoảng 1,5 km thôi. Rồi em xin tổng kết lại nha, cái mảnh đất vườn nở hậu có 1.432 m² cây lâu năm, cộng 114 m² thổ cư, đang trồng dừa và có hệ thống nước tưới tự động. Địa chỉ là ấp Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cách cầu Bến Chùa, quốc lộ 1A là 1,6 km. Được chủ bán đi với cái giá là 2 tỷ 8 thương lượng chính chủ.
đất thì nở hậu. Rồi, quý cô chú anh chị nào có quan tâm đến mảnh đất vườn có một tí ít thổ cư này thì vui lòng mà liên hệ số điện thoại trên màn hình để chính em Thức Bất Động Sản Miền Tây sẽ dẫn quý cô chú anh chị đi xem đất cũng như là gặp chủ thương lượng để sở hữu cái mảnh đất này và hỗ trợ giấy tờ pháp lý. Rồi và cuối cùng chính em Thức Bất Động Sản Miền Tây cảm ơn quý cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem video của em. Xin hãy nhấn nút like và nút đăng ký kênh để thường xuyên theo dõi những bất động sản của em Thức Bất Động Sản Miền Tây quay cho quý cô chú anh chị xem thêm nhé. Xin cảm ơn.